Người cung ly mệnh hỏa xây nhà năm 2021 hướng đông tứ mệnh hay là tây tứ mệnh được lộc trời cho giàu sang vô đối. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022. Và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kích hoạt tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kích hoạt tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải những điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt về vấn đề này, hôm nay Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng năm 2021 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những người có cung mệnh là cung ly, mệnh hỏa bao gồm những người sinh vào năm. Với nam mạng thì có năm sinh 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Nữ mạng gồm những người sinh năm 1922 Nhâm Tuất, 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn và 2021 Tân Sửu. Đầu tiên, ta sẽ đến việc chọn hướng nhà và cách hóa giải hướng nhà xấu cho những người cung ly. Người cung ly mệnh hỏa có bốn hướng tốt, đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Còn bốn hướng xấu đó là đông bắc hỏa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát, tây là ngũ quỷ. Về hướng nam thì gồm có ba sơn bính ngọ đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác, đó là những nhà hướng nam tọa tý hướng ngọ và tọa quý hướng đinh. Năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa nhâm hướng bính xây mới vào năm 2021 là rất tốt. Người cung ly xây nhà ở hướng nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung. Nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt của giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, đối với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu. Có thể hóa giải những hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét sang hướng đông nam, gồm có ba sơn thìn tốn tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, những nhà tọa tuất hướng thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người cung ly xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc, nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra, cần sử dụng pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng bắc, gồm ba sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Người cung ly xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim, hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn phát hành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức.
giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng đông thì gồm có ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm vào tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để có thể hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Người ở cung ly hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ với nhân ái, tài lộc thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu sau ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp đến là hướng đông bắc gồm ba sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm thái tuế và sao lực sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên không xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người cung ly mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể, suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm Tân Sửu phạm Mậu Kỷ đôi tiên sát, ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người cung ly xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh lại là sao Phá Quân thuộc kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy đối với những người cung ly khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý và đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát, lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm Tân Sửu, Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người cung ly mà xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái lạc hạng, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Phong Thủy May Mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ cung ly đang ở nhà hướng Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Xét sang hướng Tây thì gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì các bạn nên xây.
với những người cung ly xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác các lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải đến nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp mà người cung ly đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy hương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây thì các bạn vừa theo dõi bài phân tích về các hung từng hướng nhà với những người cung ly. Việc ở nhà hợp với hướng chỉ chiếm một phần, quan trọng nhất là bố cục nhà có phù hợp với trạch chủ hay không. Khi xét đến việc nhà hợp hay không thì đầu tiên ta phải xét đến vị trí, sau đó sẽ xét đến cách bố trí phong thủy trong nhà. Vì vậy, việc sắp xếp và bố trí các phòng ban trong nhà sao cho hợp với phong thủy là điều hết sức cần thiết. Để bố trí được chuẩn xác nhất, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia, những thầy phong thủy nổi tiếng và có uy tín để chọn được cho mình cách bố trí phù hợp nhất. Việc bố trí phong thủy nhà ở cho người cung ly phải đảm bảo những nguyên tắc sau đây. Đó là chọn hướng nhà làm cho người mệnh ly nên chọn cửa nhà về hướng đông bắc trường tồn và bền vững, tọa hướng nam bình ổn, tọa hướng tây bắc và hướng đông nam là sức khỏe và mau lành bệnh, hoặc tọa tây hướng đông phát triển. Màu cửa hợp với người mệnh này đó là đỏ, cam, trắng, vàng, bạc, xanh da trời và xanh lục. Còn chọn phòng ngủ thì nên chọn phương vị tốt hợp với bản mệnh, nên chọn phòng ngủ ở các hướng bắc, nam, đông và đông nam. Hướng để đầu khi ngủ cũng nên đặt theo các hướng như là hướng phòng ngủ thì tinh thần sẽ được sảng khoái, dễ đi vào giấc ngủ. Còn nếu đặt các vị trí như là hướng đông bắc và tây nam, tây bắc rất dễ mất ngủ, đặt đầu quay hướng tây sẽ bị ngủ mê. Đặt hướng bếp cho người mệnh ly, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa thì phải quay về một hướng tốt, miệng bếp tốt nhất là quay về hướng đông. Làm như vậy sẽ khiến cho tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng cửa sang hướng đông nam, như vậy sẽ giúp cho người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà. Chọn nhà thì thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi trong nhà không có đàn ông thì mới phải lấy tuổi của người phụ nữ, chủ gia đình. Còn hướng bếp và hướng giường thì đa phần theo mạng của người phụ nữ. Hướng làm việc tốt cho người mệnh ly đó là quay lưng hướng Tây và mặt hướng Đông là tốt nhất. Màu sắc cho người mệnh ly đó là màu hợp, hành mộc, xanh da trời, xanh lá, hành hỏa, đỏ, tím, cam. Về màu sắc kỵ đó là hành thủy, đen, xanh lam, hành thổ, vàng cà phê. Màu trung tính đó là kim, vàng kim, trắng. Màu khai vận đó là màu vàng. Trong ngũ hành, trong hỏa thì có kim, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim là sinh khí. Cho nên đối với những người chưa tận dụng hết cơ may của mình thì nên dùng màu vàng. Màu suy đó là màu đen, thủy khắc hỏa. Vì vậy người tuổi Tỵ không muốn gặp vận đen thì nhất định phải hạn chế dùng những thứ liên quan đến màu đen. Con số đối với mạng ly, số khai vận là con số 0 và số 5, số suy là số 1 và số 6, con số thích hợp để làm nhà, số tầng nhà đó là 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 và 29. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau, đó là mộ long biến vận. Năm 2021, Tân Sửu hầu hết các tướng đều phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long biến vận sát là sát khí của hồng phạm ngũ hành, khi nạp âm của thái tuế khắc nạp âm của bộ vận long, tức là tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp trắc trở ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm thái tuế là thổ khắc mộ vận thủy nhâm thìn, nạp âm thủy các sơn giáp dần thìn tốn tuất khảm tân thân sửu quý khôn canh mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Về ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của mậu kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này
nặng thì mất người, nhẹ thì ôm tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Còn về thái tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thân sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi quan tài tặc ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021 thái tuế tại phương Đông Bắc, chính vị trí sửu trên là bạn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc, bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn, dần, mão, thìn, chủ về tai họa, là sát khí của năm cần phải kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu thì những nhà có sơn dần mão thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo sửa chữa phương này, tránh tai họa. Còn về Mậu Kỷ đô thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ, thì hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ để mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, Kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu Mậu đô thiên tại Tuất, Kỷ đô thiên tại Hợi, nhà hướng thìn tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ thì còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch thì còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp những người ở trong nhà được bình an may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng các khí trong ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ lục sát tuyệt bệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Vừa rồi phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam, còn hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí, bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.